Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 1 bộ cánh diều bài 21 là phép cộng trong phạm vi 10 bài tiếp theo. Yêu cầu số 1, các em tính nhẩm 4 cộng 2. Các em có thể dùng que tính hoặc là các em dùng ngón tay nhé. Chúng ta có 4 cộng thêm 2. 4 cộng 2 chúng ta sẽ đếm ở đây có tất cả 6 ngón tay đúng không ạ? Như vậy 4 cộng 2 bằng 6. Tương tự 5 cộng 3, chúng ta có 5, kem thêm 3. Kết quả chúng ta ở đây, kem đếm có tất cả 8 ngón, đúng không? Như vậy, 5 cộng 3 bằng 8. 7 cộng 3, chúng ta có 7 ngón tay, đây là 7 ngón này, thêm 3 ngón, 1, 2, 3. Như vậy, 7 cộng 3, kết quả chúng ta sẽ bằng 2 bàn tay, đúng không nào? 2 bàn tay thì bằng 10. Làm tương tự, chúng ta có 9, 1 cộng 9 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10, 3 cộng 4 bằng 7, 6 cộng 4 bằng 10, 1 cộng 6 bằng 7 và 1 cộng 7 bằng 8. Các em hãy dùng ngón tay hoặc là các em dùng que tính để chúng ta tính. Bạn nào chưa xong, các em dừng lại làm cho xong. Chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em nối theo mẫu. Chúng ta sẽ, các em sẽ thực hiện các cái phép toán cộng ở đây. Được kết quả bao nhiêu, các em sẽ nối sang các cái ô kết quả bên cạnh. Ví dụ, chúng ta có 5 cộng 0 bằng 5, các em sẽ nối đến kết quả số 5. 3 cộng 1, 3 thêm 1 nữa bằng 4. Các em sẽ nối đến số 4. Như vậy, cái này các em sẽ nối đến số 4. Bằng 8, đúng không nào? Bằng 8 thì các em sẽ nối đến số 8. 4 cộng 3 bằng 7. 4 này cộng thêm 3 nữa này thì bằng 7. Bằng 7 thì các em nối đến số 7. Như vậy là chúng ta vừa nối xong được cái dãy đầu tiên. Tiếp theo các em sẽ tính kết quả của cái dãy này và các em sẽ nối với các ô ở bên này. Đấy. Chúng ta sẽ tính nào. 3 0 cộng với 3, 0 cộng với một số bất kỳ khác không thì nó sẽ luôn bằng chính cái số khác không đấy. Như vậy 0 cộng 3 thì bằng chính số khác không, tức là bằng cái số 3 này. Như vậy 0 cộng 3 bằng 3, các em sẽ nối đến số 3. 7 cộng với 2. 7 cộng với 2 thì bằng 9, đúng không nào? Đây chúng ta có 7 này. Các em cộng thêm 2, 1, 2. 7 cộng với 2, kết quả chúng ta bằng 9. Các em ghi kết quả bằng 9 vào. 5 cộng 1, 5 này. Cộng thêm 1 nữa này thì bằng 6. Các em ghi kết quả 6 vào. Cuối cùng 8 cộng với 2. 8 cộng 2 các em dùng que tính hoặc là các em đếm ngón tay thì kết quả chúng ta sẽ bằng 10. Các em sẽ nối đến số 10. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 2. Bạn nào chưa xong hãy dừng lại làm cho xong. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3, viết phép tính thích hợp vào mỗi bức tranh. Chúng ta sẽ đếm đối với bức tranh đầu tiên này. Các em sẽ đếm xem bên trái này có bao nhiêu bạn đang chơi kéo co. Bên phải này có bao nhiêu bạn. Sau đó chúng ta đếm xem thử có tất cả bao nhiêu bạn. Đầu tiên các em sẽ đếm về bên trái có 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Có 5 bạn chơi kéo co bên này. Cộng với bên này, đội bên này có bao nhiêu bạn? 1, 2, 3, 4, 5, phải không nào? Như vậy 5 cộng 5. Các em sẽ đếm toàn bộ bức tranh xem có bao nhiêu bạn. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 10.
Chúng ta sẽ có phép toán 5 cộng 5 bằng 10. Tiếp theo sang ý B. Ý B thì các em sẽ đếm xem thử có tất cả bao nhiêu bạn ở đây đúng không ạ? Bao nhiêu bạn đang trồng cây đây rồi? Cộng với bao nhiêu bạn đang đi lấy nước để tưới cây thì chúng ta sẽ đếm toàn bộ bức tranh xem có bao nhiêu bạn. Như vậy có bao nhiêu bạn đang trồng cây nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa? Đếm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy có 7 bạn đang trồng cây. Cộng với có 2 bạn đang đi lấy nước để tưới cây. Như vậy cả bức tranh này có bao nhiêu bạn? Chúng ta lấy 7 cộng với 2 thì đếm cả nhá. Đây là 7 bạn rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy cả bức tranh sẽ có 9 bạn. Chúng ta được phép toán là 7 cộng 2 bằng 9. Bạn nào chưa xong bài tập số 3 thì các em dừng lại làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn tô màu vào những phép tính có kết quả bằng 7. Như vậy chúng ta sẽ ngồi chúng ta tính nhá. Tính hết các cái phép tính ở phía trên. Cái nào bằng 7 thì chúng ta dừng lại chúng ta tô. Sau đó chúng ta lại tính hết các phép toán ở phía dưới. Cái nào bằng 7 thì chúng ta lại dừng lại chúng ta tô. Như vậy thứ nhất 6 này. 6 thêm 1 nữa, cộng thêm 1 nữa. Đúng bằng 7 chưa? Như vậy cái bức tranh thứ nhất nó có kết quả bằng 7. Các em sẽ tô màu bằng 7 vào. Chúng ta sẽ tô màu. Như vậy bức tranh này có kết quả bằng 7 đây. 6 cộng 1 bằng 7. Các em tô màu vào. Các em có màu gì thì các em tô màu đấy nhá. Không nhất định là phải tô màu đỏ đâu. Đấy. Được chưa? Bức tranh thứ hai là 3 cộng với 4. Chúng ta có 3 này, thêm 4 nữa. 3 cộng với 4 thì cũng bằng 7. Các em cũng tô màu vào. Ba cộng bốn cũng ra kết quả 7. Rồi 3 cộng với 3 xem thử có bằng 7 không để tôi nhá. 3 này cộng thêm 3 nữa này. 3 cộng với 3 thì chỉ bằng 6 thôi, không bằng 7. Không bằng 7 thì chúng ta không tô. Được chưa? 4 cộng 1 thêm làm tương tự thì nó bằng 5. Bằng 5 thì chúng ta cũng không tô màu. 4 cộng 2 thì bằng 6, kem cũng không tô màu. Đấy, chúng ta chỉ tô những cái nào mà ra kết quả bằng 7 thôi. 0 cộng với 7, cái này bằng 7, kem tô màu vào. 0 cộng 7 bằng 7, chúng ta tô màu vào. Đấy, 5 cộng với 2 cũng bằng 7 đây. Kem có thể dùng que tính, dùng ngón tay để chúng ta đếm. Như vậy cái này cũng bằng 7, kem tô màu vào. 5 cộng 1 thì bằng 6, không phải bằng 7. Như vậy kem không tô. 4 cộng 3, 4 cộng thêm 3 nữa. Đây cũng bằng 7 đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục tô màu bức tranh này. Như vậy sau khi làm xong thì các em để ý thì chúng ta thấy là ở cái hình A này có mấy bức tranh ra kết quả bằng 7. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 bức tranh ra kết quả bằng 7 như cô đã tô màu ở đây. Có 5 bức tranh ra kết quả bằng 7 nhá. Tiếp theo sang ý B. Yêu cầu các con tô màu vào những cái phép toán có kết quả bằng 10. Như vậy bằng 10 thì các em cũng đi tính, dùng ngón tay hoặc là chúng ta dùng que tính để chúng ta tính ra kết quả bằng 10. Cái nào kết quả bằng 10 thì các em tô màu. 8 cộng 2 bằng 10. Cái này các em tô màu vào. Đúng bằng 10 chúng ta tô màu. Năm cộng 5 cũng bằng 10, các em cũng tô màu vào. Các em có màu nào thì các em tô màu đấy nhá. Đấy. ba
3 cộng 7 cũng bằng 10 đây các em. Chúng ta cũng tô màu vào. Cái này ra kết quả bằng 10. Cái này chỉ ra kết quả bằng 9 thôi. Bằng 9 không phải bằng 10. Như vậy bằng 9 thì chúng ta không tô màu. 9 cộng 1 bằng 10. Các em tô màu vào. Kem đếm ngón tay hoặc là chúng ta dùng quay tính, chúng ta tính. 8 cộng 1, 8 cộng 1 thì chỉ bằng 9. Như vậy không bằng 10, chúng ta không tô. 6 cộng 4 bằng 10, kem tô màu. 10 cộng 0 thì cũng bằng 10, kem cũng tô màu vào. Tất cả các số khác 0 khi cộng với 0 thì đều bằng chính số đó. Như vậy kết quả này sẽ bằng 10. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta thấy có bao nhiêu cái phép tính ra kết quả bằng 10 ở đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 phép 8 ở đây ra kết quả bằng 10 ở ý B. Còn ý A thì có 5 phép toán ra kết quả bằng 7. Như thế là trên đây là cô hướng dẫn cho các em đi xong các bài của bài tập số 21 trong buổi bài tập toán lớp 1 Bộ cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh thì các em hãy nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.